Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Có phải quyền lực của Bộ Công an là vô giới hạn? Ngày 31 tháng 5, blog Nguyễn Anh Tuấn trên AFA Tiếng Việt bình luận Thanh trừng chính trị, vai trò giới hạn của Bộ Công an. Tác giả cho rằng, khi ba trong năm nhân vật quyền lực nhất chính trường Việt Nam, gồm Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai bị thanh trừng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Bộ trưởng Công an Tô Lâm tác giả đánh giá, xét về tuổi tác, Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ phải về hưu vào đầu năm 2026 khi đại hội 14 khai mạc. Chiếm lấy một trong những ghế tứ trụ là điều kiện tiên quyết để ông có thể vượt qua giới hạn tuổi tác cho việc ở lại Trung ương một nhiệm kỳ nữa, chiếu theo đảng quy hiện hành. Quan trọng hơn, vai trò của Bộ Công an trong chiến dịch đốt lò 10 năm qua, được dư luận tin là độc quyền điều tra đã khống chế toàn bộ chiến dịch đốt lò. Theo đó, người đứng đầu Bộ Công an ông Tô Lâm đương nhiên trở thành thế lực nắm quyền sinh sát trong Đảng. Và đây là hình bài bình luận trên AFI. Theo tác giả, chưa bao giờ công chúng thấy Bộ Công an có nhiều quyền lực đến như vậy. Với ngân hàng không ngừng tăng, Bộ Công an không chỉ giới hạn trong các công tác trị an thông thường mà còn dài tay chiếm giữ nhiều lĩnh vực vốn thuộc cơ quan khác. Điều này tạo ra cảm giác rõ rệt của công chúng về một xã hội công an trị ở Việt Nam. Bên cạnh đó, tác giả cho rằng đúng là ông Tô Lâm có thể ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa khi ngồi một trong những ghế tứ trụ. Nhưng nếu chỉ như vậy thì ông đâu cần phải loại bỏ cùng lúc 3 trong 5 nhân vật quyền lực nhất Việt Nam. Chưa kể, ghế chủ tịch nước gần 10 năm nay mang cái dớp khiến bất kỳ ai ngồi vào cũng gặp điều không may, bao gồm cả tiền nhiệm Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang. Không lẽ ông Tô Lâm không mảy may cân nhắc hay sao? Tác giả nhận xét, cũng có thể như một số người nói, ông Tô Lâm chấp nhận ghế chủ tịch nước để nhiệm kỳ tới có thể kế nhiệm tổng bí thư. Nhưng cơ sở nào cho thấy ông có thể trở thành tổng bí thư khi ông Trọng chưa tỏ ra bất kỳ ý định nào là sẽ bước xuống? Nếu ông Trọng có ý định rời ghế tổng bí thư, vì sao ông lại quyết định tới đây sửa điều lệ đảng? Và đây là hình chủ tịch nước Tô Lâm. Mặt khác, tác giả nêu vấn đề. Sự ngộ nhận tiếp theo quan trọng hơn liên quan đến vai trò của Bộ Công an trong chiến dịch đốt lọt những vụ ông thưởng, ông Huệ, bà Mai không phải là án tham nhũng thông thường mà là các vụ thanh trừng chính trị, là kết quả của những tranh chấp chính trị thượng tầng. Trong cuộc chơi này, Bộ công an không hẳn đã có nhiều quyền lực như những gì công chúng hình dung. Tác giả nhấn mạnh, ngay từ trước khi thâu tóm quyền hành, tổng trọng đã lập ra ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng mà sau này đã trở thành vũ khí chiến lược của ông. Chẳng hạn, trong chiến dịch đốt lò, thay vì phụ thuộc vào chỉ một cơ quan như bộ công an, ủy ban kiểm tra trung ương hoặc ban nội chính trung ương, thì bằng cơ chế ban chỉ đạo, ông Trọng vừa có thể điều phối hoạt động giữa các cơ quan, vừa để chúng giám sát lẫn nhau, vừa đạt được mục tiêu đốt lò mà không lo có anh thợ lò nào thành kiều binh quay lại chiếm đoạt cái lò của mình. Đó là lý do tồn tại của các tiểu tổ lãnh đạo. Và đây là hình tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một vấn đề nữa mà tác giả lưu ý đó là trong ban chỉ đạo của ông trọng, không chỉ có Bộ Công an, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Nội chính mà còn gồm đại diện nhiều cơ quan khác. Thật khó để nói rằng một mình ông Tô Lâm bất luận ở vị trí Bộ trưởng Công an hay Chủ tịch nước đều có khả năng chi phối toàn bộ ban chỉ đạo. Tóm lại trong mô hình ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, một bản sao của tiểu tổ lãnh đạo kiểu tập cận bình ở Việt Nam, Bộ trưởng Công an chỉ là một thành viên. Và vì vậy, không có khả năng chi phối ban chỉ đạo cũng như toàn bộ chiến dịch đốt lò. Người chủ lò quyền uy thực sự và nắm quyền sinh sát các đồng chí trong tay vẫn là đảng trưởng, tức tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin, có phải quyền lực của Bộ Công an là vô giới hạn? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bùi Quang Huy đã bị bắt đưa về nước. Ngày 30 tháng 5, một nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm đề biết Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty Nhật Cường, trốn truy nã ở nước ngoài đã bị bắt đưa về nước. Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, có thể sẽ phải đối mặt thêm hai án mới. Ngoài ra, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, người ký quyết định truy nã Bùi Quang Huy, có thể sẽ lên làm chánh văn phòng Trung ương đảng, nơi làm việc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và đây là hình quyết định truy nã Bùi Quang Huy. Vụ án công ty Nhật Cường thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo. Diễn biến vụ việc được báo chí nhà nước tường thuật như sau công ty nhật cường tên đầy đủ là công ty thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường có một thành viên là nhật cường software phụ trách mảng kinh doanh chính của công ty nhật cường theo thông tin tự giới thiệu trên website chính thức của nhật cường công ty này có những sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ cả khối cơ quan chính phủ và doanh nghiệp nhật cường từng được trao tặng rất nhiều giải thưởng danh hiệu như huân chương lao động hạng ba doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu việt nam Tuy nhiên, theo cáo trạng từ năm 2013 đến năm 2019, công ty Nhật Cường đã nhập điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác của Trung Quốc và Hồng Kông về bán tại Việt Nam mà không qua hải quan, không nộp thuế. Công ty Nhật Cường đã tiêu thụ hơn 254.000 sản phẩm, thu trên 3.200 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 220 tỷ đồng. Sáng ngày 9 tháng 5 năm 2019, nhiều cửa hàng của Nhật Cường bị khám xét, công an đã tịch thu nhiều vật dụng ở các cửa hàng này ngày 10 tháng 5 năm 2019, trụ sở công ty Nhật Cường tại số 7 Trần Phú, Hà Nội bị khám xét. Sau đó, công an đã dẫn đi nhiều người là nhân viên của công ty này. Và đây là hình xét xử vụ án Nhật Cường. Ngày 14 tháng 5 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường, Hà Nội. Khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy và 8 người liên quan ngày 19 tháng 5 năm 2019, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03, Bộ Công an đã phát thông báo truy nã toàn quốc đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường. Ngày 10 tháng 7 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung tội danh rửa tiền đối với bị can Bùi Quang Huy. Ngày 24 tháng 7 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Trung phối hợp chỉ đạo các sở ban ngành cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến công ty Nhật cường để phục vụ công tác điều tra. Ngày 18 tháng 9 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo đã đề nghị Interpol truy bắt và được Interpol đưa vào truy nã đỏ. Ngày 29 tháng 11 năm 2019, Bộ Công an đã bắt Nguyễn Tiến Học, nguyên phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội, Phạm Thị Kim Tuyến, trưởng phòng đăng ký kinh doanh thuộc xã này và Lê Duy Tuấn, Giám đốc Kinh doanh Công ty Đồng Kinh. Và đây là hình cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung ra tòa. Ngày 28 tháng 12 năm 2019, Bộ Công an đã khởi tố bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh văn phòng Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội, và ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh văn phòng Thành ủy, Nguyên Giám đốc Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội. Ngày 22 tháng 7 năm 2020, Bộ Công an bắt thêm Nguyễn Anh Ngọc, Phòng thư ký Ủy ban Nhân dân Hà Nội. Nguyễn Hoàng Trung, lái xe riêng của ông Trung và Phạm Quang Dũng, cán bộ công an của C03 Bộ công an, cả ba bị khởi tố về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến vụ án Nhật Cực. Ngày 28 tháng 8 năm 2020, cơ quan an ninh điều tra Bộ công an đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Trung, chủ tịch Hà Nội để điều tra hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Ngoài ra, ông Trung còn bị điều tra trong hai vụ án khác một là buôn lậu và rửa tiền liên quan nhật cường. Hai là vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Hà Nội. Ngày 11 tháng 12 năm 2020, cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung và ba đồng phạm đã bị tòa án đưa ra xét xử kính. Ông Trung bị tuyên 5 năm tù, cựu công an Phạm Quang Dũng bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù. Tài xế riêng của ông Trung, Nguyễn Hoàng Trung, bị tuyên phạt mức án 24 tháng tù. Nguyễn Anh Ngọc, cựu phó trưởng phòng thư ký thuộc văn phòng Ủy ban Nhân dân Hà Nội, lãnh 18 tháng tù. Tất cả đều bị kết án với tội danh chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước và ông Chung là chủ mưu. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bùi Quang Huy đã bị bắt đưa về nước. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới